Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lãng Tôn Phật. Nam mô Cổ Quyền Thất Tổ Trăm Họ Tác Đại Chứng Minh. Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hậu Niệm. Bồ Tát Thịnh Dân Phạm Thiên Đế Thích. Tứ Thiện Viên Chúng Thiện Lâm Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Minh Chứng. Phục nguyện thượng chúc Phật Nhật Tận Quy Pháp Linh Thường Chuyển. Cầu cho phong điều vũ thuận, cầu cho bất thới dân an thiên hạ thái bình. Nạn tai nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ. Và hiện tiền chư đại tử đẳng tội diệt phước sanh bồ đề tâm tăng trưởng. Chí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thối. Và thừa tư công đức cầu an cho tất cả thiện nam tín nữ Phật tử đã phát lòng thành cúng dường tịnh tài tịnh vật cho tất cả các vị tăng ni tu sĩ ở nơi núi Cấm. Thừa tư công đức này cũng cầu cho tất cả thiện nam tín nữ đã cúng dường này luôn luôn được bình an, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bình an lợi lạc, cháu con đỗ đạt, mọi việc hân thông, cùng với núi sông vững hằng bất tử. Và nguyện cầu cho tất cả thiện nam tín nữ trên dưới một lòng xây dựng tam tông tốt đời đẹp đạo, bốn ăn tổng báo ba cõi đều nhờ, khắp cả muôn nơi đồng thành Phật đạo. Và thừa tư công đức cầu siêu cho Cổ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của tất cả chư vị. Và nguyện tập cầu siêu cho Nguyễn Văn Thượng hưởng thọ 77 tuổi. Và kỳ siêu cho bà Đặng Thị Thiêu hưởng thọ 90. Đặng Thị Thiêu hưởng thọ 91 tuổi. Và bà Nguyễn Thị Thanh hưởng thọ 70 tuổi. Thị Thiêu 90 tuổi mà. Sao đi 70 nào? Thị Thiêu 90 tuổi hay ghi 91 anh? Thì vậy đi. Rồi, và cũng nguyện đem công đức này kỳ siêu cho tất cả các đẳng linh hồn được sống được siêu thoát, lai đáo chùa chiền, lai đáo Phật thiền, thính pháp văn kinh, thoát chốn ưu đồ, siêu sanh tịnh độ, nhất thành thượng đạt, vạn tội được băng tiêu. Nguyện tất cả hương hồn được đắc độ cao siêu, được về nơi cõi trời cõi Tây Phương Cực Lạc, ngưỡng mong mười phương chư Phật chư Bồ Tát khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Phổ nguyện âm siêu Dương Thạnh, Hạ Yến, Hà Thanh, gia đình được hưng thạnh, biến thụ được tăng phước vàng viên, pháp giới nhân thiên tình giữ vô tình gia cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy vàng đơn nguyện chúng sanh đời giải đại đạo. Đây. Sư cô cầu con thôi, con Tuấn Dũng nói trước hả? Dòng Phú trước. Tuấn Dũng. Danh sách. Trước tiên Quỳnh Hòa nói đi. À. Đâu anh? Kế tiếp Quỳnh Dũng nè. Rồi qua đi bạn. Rồi xe qua đi. Để lâu lắm. Ôi có cái nút này nữa hả? Đi mua ha. Ủa chú Bảy đâu không thấy ta? Dồn đi nữa. Vậy hả? Chú Bảy không có ha. Rồi Quỳnh Hòa có chuẩn bị một vị nào đại diện để cảm ơn thầy không? Có ai không? Cho nhóm mà mình không. Bấm máy à? Rồi thấy đó đây. Sư gì pháp danh gì? Bấm máy thì mình lia máy từ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật Đức Thầy. Và kính thưa quý vị sư, quý thầy cũng như toàn thể quý vị tu sĩ, cư sĩ và tất cả chư đồng đạo gần xa kính mến. Và kính thưa chú Hai Mài đại diện cho nơi chủ cốc âm trại. Và kính thưa cùng toàn thể tất cả quý vị mạnh thường quân, tất cả bà con cô bác gần xa hiện diện kính mến thưa quý vị. Thì hôm nay vào ngày 28 tháng 11 cũng vào ngày 24 tháng 10 niên Tân Sửu, cũng là ngày hội đủ duyên lành. Theo như chương trình định kỳ thì đoàn của Tuấn Dũng và Châu Phú đã hiệp cùng với các mạnh thường quân để rồi viếng thăm tất cả quý vị tu sĩ, cư sĩ, quý vị đồng đạo mình ở nơi cái miền núi Thiên Cẩm Sơn. Thưa quý vị, thể theo tình hình dịch bệnh trong cái suốt thời gian dài vừa qua, tất cả chư đồng đạo của chúng ta đã nắm bắt cái tình hình trên báo đài thì thật sự mà nói là một cái điều hết sức là thương tâm đối với tất cả bà con gần xa trong và ngoài nước đã chịu rất nhiều sự nặng nề về dịch bệnh đã làm cho con người khổ khó và chết chóc. Tuy nhiên hôm nay thì đối với các mạnh thường quân gần xa trong và ngoài nước đã nhận định sâu về đạo lý nhân quả và có cái duyên lành muốn hỗ trợ giúp đỡ cho tất cả người tu ở trên núi. Do nơi đó mà đã kết duyên lành với Châu Phú cùng với Tuấn Dũng và Cầu Nhân Ái để rồi góp phần giúp đỡ gieo duyên lành cùng với tất cả bà con mình, nhằm mục đích là để cho tất cả chư đồng đạo của chúng ta an tâm tịnh dưỡng để quyết chí tu hành đắc thành đạo quả để cứu độ khắp cả muôn loài. Đó là cái tâm nguyện của các nhà mạnh thường quân. Thế nên hôm nay thì hội đủ duyên lành chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra là cái chương trình cấp phát quà. Và cái chương trình cấp phát quà này thì được đại diện cho các vị mạnh thường quân đứng ra để rồi sắp xếp phân phát để rồi hỗ trợ giúp đỡ cho bà con mình theo cái chương trình của định kỳ. Vậy thì giờ đây, trước khi cái chương trình cấp phát quà này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng, Diệp Cầu Nhân Ái đại diện cho các mạnh thường quân sẽ đọc báo cáo cái kết quả tịnh tài mà tất cả mấy vị mạnh thường quân đã ủng hộ cho quý vị tu sĩ và cư sĩ để kết duyên lành trong cái buổi cấp phát quà hôm nay. Vậy giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời sư huynh Tuấn Dũng, Diệp Cầu Nhân Ái sẽ đọc cái báo cáo cái tịnh tài để cho được rõ ràng và tốt đẹp hơn. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn tu sĩ Thanh Hòa. Dạ, kính thưa chú Hai Mài, am chủ của nơi am trại ở đây, cũng như là kính thưa các sư thầy, và kính thưa các sư cô, và kính thưa các cô chú, anh chị em đồng đạo sự hiện diện có mặt hôm nay, và kính chúc cho tất cả quý vị luôn được thăng tâm thường an lạc. Dạ, kính thưa quý vị, thì theo định kỳ hàng tháng, Tuấn Dũng và Châu Phú cũng như là cư sĩ Thành Hậu hỗ trợ với tất cả các vị tu sĩ ở vùng Thất Sơn Bảy Núi. Thì nơi ở núi Cấm, nơi cốc của chú Hai Mài đây là điểm thứ nhất, và điểm thứ hai là nơi của tu sĩ Thanh Hòa, và điểm thứ ba là bên chú Từ Chương núi Già Dạng Liên, và điểm thứ tư là nơi đá Latina ở dưới chân núi Cấm. Thì hôm nay Tuấn Dũng và Châu Phú có mang những cái phần thực phẩm và tịnh tài để thay mặt các mạnh thường quân đã đồng hành xuyên suốt thời gian cũng rất là dài, bởi vì mùa dịch bệnh thì quý bà con làm ăn cũng khó khăn. Tuy nhiên thì cũng dính tịnh tài để mà trợ duyên với các vị tu sĩ ở vùng Thất Sơn Bảy Núi. Thì hôm nay Tuấn Dũng và Châu Phú mang những cái phần gạo là 1.200 kg hỗ trợ với các vị, mỗi một vị là 20 kg, cộng với một thùng mì chay và một gói quà nhu yếu phẩm, trong đó có đường, nước tương, bột ngọt, dầu ăn, bột giặt, nước rửa chén và một bịch bột niêm và một gói muối iốt, và cộng với mỗi một bao thư là 500.000 để hỗ trợ với các vị. Thì trước khi trao quà thì cũng danh sách Tuấn Dũng đã nhận được hôm nay. Tổng cái số tiền đầu tiên thì Tuấn Dũng xin được đọc cái phần quà trước, bởi vì kết hợp với Châu Phú thì hai anh em chia ra cái phần quà và bao thư thì cũng phải chia ra luôn cái Châu Phú ha, cho nó được ngăn nắp. Thì số tiền mà Tuấn Dũng nhận được cái phần mua gạo và mua thực phẩm là của em Kim Thúy hỗ trợ 2 triệu, trong đó có ghi là cầu siêu cho ba, tên ông là Nguyễn Văn Thượng, hưởng thọ 77 tuổi. Và thứ hai là chị Lý Hạnh Nguyên ở bên Mỹ hỗ trợ 200 đô, đổi ra tiền Việt Nam là 4.530.000. Và thứ ba là Zalo của Quỳnh Oanh 1 triệu. Thứ tư là cô Dung Lê ở bên Canada hỗ trợ 300 Canada là 5.280.000. Thì tổng số tiền của tất cả các mạnh thường quân Tuấn Dũng nhận được để mua thực phẩm là 12.810.000. Và cộng với số tiền mà Tuấn Dũng hỗ trợ bao thư mỗi một vị là 400.000. Thì số tiền này là 24 triệu của 3 vị mạnh thường quân như sau. Thứ nhất là chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu ở Long An hỗ trợ 10 triệu. Thứ hai là chị Mai Tăng ở bên Canada hỗ trợ 12 triệu. Thứ ba là Zalo của cô Quỳnh Thị Lý chuyển dùm Phạm Ngọc Trung 2 triệu đồng và Minh Tiến. Và Phạm Ngọc Trung, Minh Tiến là 2 triệu đồng. Thì những cái phần thực phẩm mà Tuấn Dũng có mua là 1.200 kg gạo nhân cái giá 12.000 gạo shop Caron là 14.400.000 tiền Việt Nam. Cộng với 60 thùng mì chay, mỗi một thùng là 80.000, thành tiền là 4.800.000. 60 gói quà nhu yếu phẩm là mỗi một gói là 85.000, nhân cho 60 là 5.100.000. Thì tổng cái số tiền này Tuấn Dũng và Châu Phú cộng với tiền xe tải và tiền xe ôm của các huynh đệ đi lên núi để mà phát quà là 1 triệu đồng. Thì tổng số tiền là 25.300.000, thì chia đôi ra mỗi một người là 12.650.000 nhé Châu Phú. Dạ. Dạ thì anh nhận được là 12.810.000, thì còn âm lại số tiền là 240.000. Thì chút xíu nữa Tuấn Dũng cũng sẽ hỗ trợ cho những anh xe ôm để mà chở lên đây luôn. Dạ. Thì xin mời tiếp theo Châu Phú sẽ đọc cái danh sách của các mạnh thường quân đã hỗ trợ tịnh tài ngày hôm nay. Xin mời Châu Phú ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú cũng có được cái duyên lành đi về am cốc của chú Hai Mài và đi thăm được các vị tu sĩ và cư sĩ tại đây. Thì lời nói đầu tiên thì Châu Phú cũng xin kính chúc cho chú Hai và các cô chú sư huynh đệ tại đây có một sức khỏe tốt, lúc nào cũng an lạc để tinh tấn tu hành, để sau này trở về cứu giúp nhân sanh. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ hai nữa, Châu Phú xin đọc ra cái danh sách để hỗ trợ cho các vị tại đây. Hơi bị run sư huynh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có ăn gà không mà tại vì quý vị, tại vì Châu Phú mới vừa nhận được là một Zalo có tên Nguyễn Thị Hết, có pháp danh là Diệu Còn, gửi cho Châu Phú là mua 1.000 chai dầu quý vị. Mà Châu Phú lục tên bởi vì hơi lâu, bởi vì hơi run, mong quý vị thông cảm. Để tặng cho các tu sĩ tại đây. Thứ nhất là Zalo Thái Dương 500, thứ hai là gia đình chú Tư Chợ Giàm 3 triệu, thứ ba là Zalo Nguyễn Thị Hương 500, thứ tư là chị Diệu Hảo Facebook Huệ Giác gửi là mỗi một vị là 100.000 một bao thư quý vị, là 60 bao thư là 6 triệu. Thứ năm là Mạnh Thường Quân ở Gò Lớn 2 triệu. Thứ sáu là tài khoản Lê Công Thức, anh sử dụng tùy duyên 300.000 quý vị. Thứ bảy là anh Hải và chị Vân, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu. Thứ 8 là Quỳnh Thị Quang 500, của chị Quang em thông báo hết sổ cho chị. Thứ 9 là Zalo chị Muội 500, thứ 10 là chị Nguyễn Ngọc Huệ 100. Thứ 11 là có một tài khoản gửi vào ngày 18 tháng 11 năm 2021 100.000 để hỗ trợ người khó khăn. Thứ 12 cô Mai Thị Hoa 500, thứ 13 chị Mai Nguyễn ở Mỹ 500, thứ 14 anh Nhân Cần Giờ 500, thứ 15 Nguyễn Thị Thu Liên 300, thứ 16 Quay Bờ Trang Lương 300, thứ 17 chú Hiếu ở Tầm Bót 500, thứ 18 em Diễm My Tầm Bót 500, thứ 19 cô Mai Hoa ở Mỹ 500, thứ 20 Tạ Dũng Ánh Loan Nguyễn Ngọc Thành Nhân 500, thứ 21 chị Thủy Châu và ông Châu Văn Thạnh 500, thứ 22 cô ở Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định 500. Như vậy là tổng cái số tiền là 13.700.000 quý vị. Thì Châu Phú trừ cái tiền quà là 12.100.000. Thì Châu Phú dư 1.600.000 để mua 300 chai dầu để mà chia ra hỗ trợ cho các vị tu sĩ và cư sĩ tại đây quý vị. Vì ở gần núi nhiều khi con trùng cắn đốt hay là đau bụng gì đó thì cũng có dầu sức quý vị. 300 chai thì 1.050.000. Thì trừ ra 1.600.000 trừ cho 1.050.000, còn lại 550.000 Châu Phú hỗ trợ tiếp với đoàn xe mà chở lên đó, sư huynh thuê đó quên. Đúng rồi. Để chở lên phát những phần quà đó là 550.000. Tổng cái số danh sách Châu Phú đã hết. Và kế tiếp sau đây thì Châu Phú mới vừa nhận được Zalo Nguyễn Thị Hết quý vị, có pháp danh là Diệu Còn, đã gửi cho Châu Phú thêm là 3,5 triệu để nhờ sư huynh quà. mua là 1.000 trái dầu là 3,5 triệu để tiếp tục là phát những tu sĩ và cư sĩ và người nghèo nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp thì Châu Phú mời sư huynh Hòa. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta cũng đã được lắng nghe về cái vấn đề báo cáo cái kết quả tịnh tài thu chi mà tất cả quý vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã ủng hộ, góp sức để rồi nói cánh tay cùng với Tuấn Dũng, Diệp Cầu Nhân Ái và Châu Phú. Thì như chúng ta đã được lắng nghe qua cái chương trình kết quả báo cáo rất là rõ ràng và cụ thể. Thì theo chúng tôi nhận định chung thì Châu Phú và Tuấn Dũng lúc nào cũng vậy, liên tục cái chương trình công tác từ thiện xã hội để giúp cho đồng bào, cho bà con suốt trong cái mùa dịch này quý vị. Bất cứ là cái công việc gì, không ngoài riêng về cái vấn đề ủng hộ cho bà con tu hành ở miền núi, mà tất cả những cái việc xã hội phát quà cho bà con ở cái vùng dịch, thì hầu như là xuyên suốt một cái quá trình cái tình hình dịch bệnh đã trải qua suốt một cái thời gian qua. Hầu như là việc gì hai huynh đệ cũng đồng song pha để làm cùng với cư sĩ Thành Hậu. Thế nên hôm nay thì được trở về với quý vị tu sĩ, cư sĩ, quý sư thầy để trước là viếng thăm, sau đó cũng gửi một cái món quà để khích lệ sách tấn tu hành trên cái con đường lành. Vậy thì giờ đây để trở về với cái chương trình của cái buổi cấp pháp vào hôm nay, đại diện cho quý vị tu sĩ, cư sĩ thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tu sĩ Dũng. Đại diện sẽ có vài lời cảm tạ tri ân công đức lành cùng với các nhà Mạnh Thường Quân mà đã ủng hộ tịnh tài phát quà hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa chú hai, tục gọi chú hai mài. Sau kính thưa Tấn Dũng cùng Châu Phú cùng Huynh Hòa, là cái buổi làm nhịp cầu nhân ái để hỗ trợ giúp cho tất cả các vị tu ở trên núi Ông Cấm. Sau kính thưa các vị sư cùng sư cô, sau kính thưa toàn thể chư đồng đạo kính mến, tất cả chúng ta lìa cảnh ở thế gian, lìa cảnh quê nhà, tìm đến non núi tu tập, nhưng chúng ta cũng thọ một đôi chút của các Mạnh Thường Quân đã gửi đến cho chúng ta, nhận một phần quà tuy đơn sơ nhưng thấy rất ấm lòng. Vào mùa dịch, trải qua 2 năm nay vào mùa dịch, mà mình nghĩ rằng được có các Mạnh Thường Quân cùng các chư quý vị đến hỗ trợ cho các quý vị mình có cái sự hàng ngày để có sự sống, có vật chất. Đành rằng mình xuất gia, đành rằng lên non lên núi mình tu, nhưng thiếu vật chất rồi nó cũng khó. Không lẽ mình vô mình ngồi mình tu hoài, không có chỉ không dùng rau, rồi cũng không dùng cơm, rồi không dùng gì hết trơn, thì con đường tương lai giải thoát nó còn xa, nó còn xa. Cho nên buộc lòng chúng ta phải dùng một đôi chút thực phẩm của các Mạnh Thường Quân, đem sự tâm thành trí nguyện này biết ơn các Mạnh Thường Quân, giống như Tấn Dũng cùng Châu Phú cùng Huynh Hòa cùng các Mạnh Thường Quân. Nguyện hồng ân Tam Bảo, chư Phật mười phương, Đức Phật Đức Thầy giao hộ trì cho chư quý vị được thân khỏe tâm an, và thay mặt cho chư quý vị trên non tu tập cố gắng tu hành đền lại cái ơn trong muôn một. Đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì tu sĩ Dũng đã có vài lời tri ân gửi gắm cùng với các Mạnh Thường Quân đã xong. Kế tiếp chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sư Pháp Trí, đại diện cho quý sư thầy sẽ có vài lời cảm tạ tri ân cùng với các Mạnh Thường Quân trong cái buổi cấp pháp vào hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni và chú hai mày ở đây và các huynh đệ đã đồng hành trên con đường mà hỗ trợ cho các huynh đệ để có một cái số tịnh tài tịnh vật để mà cho quý thầy, quý cô, Phật tử, cư sĩ ở đây. Nay chúng con xin đại diện tăng ni và cư sĩ Phật tử ở trên núi Cấm này để có vài lời pháp nhũ để đến chia sẻ cùng với quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nay chúng con nguyện đem cái công đức mà nhờ các vị huynh đệ ở đây để đem tịnh tài tinh tịnh vật để mà cúng dường cho các vị quý tăng ni và cư sĩ Phật tử ở tại Cốc Chu 2 đây. Nay chúng con cũng nguyện đem cái công đức này để hồi hướng tam bảo mười phương gia hộ cho những quý vị và các huynh đệ Phật tử ủng hộ đến cái đồng tiền này để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành an lạc, và cũng nguyện cầu cho dịch bệnh chấm được tiêu trừ, vạn sự an lành, và cũng nguyện cầu cho cổ quyền thất tổ trong tiếng họ của gia đình quý vị đã cúng dường hộ trì các tịnh tài tịnh vật ở đây cũng đồng siêu sanh, và người sống hiện tiền cũng được an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì sư Pháp Trí có vài lời phát biểu hết sức chí thành chí thiết để rồi gửi đến các vị mạnh thường quân mình trong cái buổi cấp phát quà hôm nay. Và để cái buổi phát quà hôm nay thì nhận thấy được cái buổi gặp gỡ trao đổi và thuận lợi tốt đẹp này thì được cái sự đông đủ và tất cả quý vị mình có mặt thì chúng tôi cũng mong quý vị mình cũng hoan hỷ nhín một ít thời gian quý báu để rồi chúng ta thành tâm cầu siêu, cầu nguyện cho quốc thế dân an và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được chấm dứt để rồi dân chúng được ấm no và hạnh phúc. Thì đó là một cái tâm nguyện mà chúng ta cầu nguyện hàng ngày hàng giờ. Tuy nhiên hôm nay hội đủ cái nhân viên, hội đủ tất cả bà con mình có mặt thì quý vị mình cũng dành một phút để rồi chúng ta trang nghiêm thành tâm nguyện cầu để rồi được cái sự cảm ứng gia hộ độ trì của chư Phật, chư Bồ Tát cũng như các chư vị được theo cái ý nguyện sẽ được thành tựu cái mỹ ý đó. Vậy thì giờ đây cung thỉnh kính mời tất cả chú quý vị đồng giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh đứng y tại chỗ, chúng ta đồng hướng về phía trước tượng trưng cho Tam Bảo Du Di. Cung thỉnh kính mời tất cả đồng hướng về phía trước Tam Bảo Đức Phật, Đức Thầy thành kính tri ân xá lễ ba xá. Cung thỉnh quý vị đứng trang nghiêm chắp tay dương lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đặng Đại Thần, chư Quang Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị năm non đại núi, phổ độ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân loại được vạn sự lành, phổ độ báo tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Và hôm nay toàn thể chư đồng đạo của chúng con thành tâm cầu nguyện chư Phật mười phương gia trì hộ độ cho dịch bệnh sớm được chấm dứt, kết thúc, để cho dân chúng được yên bình, để quay đầu hướng thiện, để cố chí tu hành. Và chúng con thành tâm cầu nguyện hồi hướng những công đức lành này hướng về cho cửu quyền thất tổ của các vị mạnh thường quân, phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và chúng con thành tâm cầu nguyện đem công đức lành này hướng về cho khắp tất cả chúng sanh được nương theo công đức này mà hết khổ được vui, và mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị xả 46 thay cho 4 lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Và cũng liên tục theo chương trình này chúng tôi cũng xin cung thỉnh quý vị hoan hỷ cầu siêu cho một vị đồng đạo vừa qua đời ha, Nguyễn Văn Thượng, một vị ha. Dạ, một vị. Tiếp tục là cầu siêu một vị quý vị đồng hướng về phía trước tượng trưng cho Tam Bảo Bàn Phật Vô Vi lễ kính xá ba xá. Đồng chắp tay lên trán nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn Thượng từ trần hưởng thọ 77 tuổi quá giảng, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng lễ xá 4 xá thay cho 4 lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Bồ Tát. Thưa với tất cả chư quý vị, vừa qua quý vị mình cũng hoan hỷ chờ đợi để rồi khó khăn vượt qua những cái chặng đường đồi núi dốc đá khó khăn đến đây để rồi hội đủ đông đủ để nhận quà như thế này. Trước tiên là chúng tôi đại diện cho các vị Mạnh Thường Quân cũng như Tuấn Dũng và Châu Phú chân thành cảm ơn chú Hai Mài là cốc chủ đã tạo điều kiện thuận lợi nơi chỗ để rồi yên bình để rồi giúp cho bà con mình, quý vị tu sĩ cư sĩ có mặt để rồi nhận quà. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô, quý sư, quý thầy, quý vị đồng đạo đã không ngại đường xa khó khăn đến đây đông đủ, vừa là thể hiện cái tinh thần tương trợ đoàn kết thương yêu lẫn nhau như con một cha và đồng dìu dắt lẫn nhau vào cái con đường đạo đức để trợ duyên tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành gửi đến quý vị lời tri ân nồng hậu tốt đẹp nhất, và chúng tôi sau cùng cũng không quên nguyện cầu ơn trên hồng ân tam bảo quy linh Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân được thân khỏe, tâm an, tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả, và hồi hướng công đức lành này hướng về cho cửu huyền thất tổ, phụ mẫu tại đường, Tăng Long Phúc Thọ, phụ mẫu quá khứ, trực giảng Tây Phương. Và một lần nữa xin chúc cho quý vị luôn luôn sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và tinh tấn tu hành, sớm đắc thành đạo quả và cứu độ chúng sinh. Lễ phép kính chào, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Và chương trình thì mình sẽ cấp phát quà tuần tự đi từng hàng ha quý vị, và xa xa giữ khoảng cách để bảo đảm về sức khỏe cộng chung. Nam Mô Di Đà Phật. Mình đi theo cái hướng này mình đi ra luôn. Không có về. Nói đó. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, Châu Phú hiện giờ là mua 1.300 chai dầu quý vị để phát cho những vị tu sĩ và cư sĩ tại đây. Hiện giờ ở đây là 800 chai. Nay em xin gửi cho huynh quà là hai bọc này là huynh 200 ha. Vậy cho em gửi anh 200 chai để phát cho các vị tu sĩ và cư sĩ. Okay. Buổi chiều nay tại vì huynh Thành Hậu là cũng chuẩn bị phát tại cốc ha. Em gửi huynh về để phát cho các vị ở đó giùm em ha. Cảm ơn quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi kế tiếp sau đây khỏi mở nhét vô luôn à. Nam Mô Di Đà Phật. Đây là 800 chai dầu quý vị, mỗi một vị là 3 chai. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bỏ rồi ngồi phát quà đấy. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Những chai dầu này rất là quý nha quý vị. Dạ. Vì ở trên núi mà muốn con trùng cắn đốt mà muốn kiếm dầu sức cũng không ra nữa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Tiểu đi. Chị Diêm Son ngồi đi xíu, mũi cắn đốt ngồi đau bụng nhức đầu, ngồi đi, ngồi ghế chút xíu đi cho vô. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đây là những phần quà gạo và thực phẩm để quý vị, mì. Phẩm mình cũng phát để tăng lên núi này, tăng lên phẩm hả? Phát bên góc bên kia phát lên trên núi này hả? Phát vòng phát trên núi này. Dạ, phát mấy điểm bên nó dài nữa. Dạ, nó cấm này phát chủ của Hai Mại này. Chứ lâu lâu cũng có phát cái chữ am của Nam Thảo hôm bữa đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú gửi cho phát những vị tu sĩ tại núi Dài Năm Giếng 200 chai cho huynh quà đem về phát buổi chiều này quý vị. Thì quà phát các vị ở đây là 200 chai, thì hiện giờ Châu Phú còn lại tổng cộng ở đây là cái này 200 chai hả con? Vậy là nãy giờ Châu Phú phát hết 600 chai rồi. Ở đây vậy là 400 chai rồi. Nay Châu Phú xin gửi cho chú Hai Dạ thưa chú hai, con thay mặt Mạnh Thường Quân gửi hỗ trợ ở đây cho các vị tu sĩ và các bà con nghèo tại đây ăn chăm chay. Dạ nhờ chú hai chia sẻ cho các vị đó dùm. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chú hai sức khỏe. Dạ Mô Phật. Dạ vâng, kính thưa quý vị, là ở đây là còn đây là 100 chai quý vị, là Châu Phú sẽ gửi xuống dưới cốc của cô Nam Thảo để phát cho các vị tu sĩ và cư sĩ và bà con nghèo. Tại vì ở An Hảo giờ cũng có dịch đó quý vị, nên Châu Phú sẽ gửi cô Nam Thảo phát cho bà con để sức trong cái mùa dịch này quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Ơi bạn ơi, chút xíu nữa xuống dưới cốc cô Nam Thảo cho gửi 100 chai dầu ha, để hỗ trợ cho bà con ha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Thưa chú Hồ Phạm Văn và cô Thủy, thì hôm nay con mang theo những cái phần thuốc tây của cô chú đã gửi từ ở bên Úc để cho các vị tu sĩ ở trên núi, thì mỗi một vị là 3 vị thuốc. Hôm nay con xin trao tiếp tục là 60 phần thuốc này để hỗ trợ với các vị tu sĩ. Dạ, xin kính mời các thầy và sư cô nhận phẩm vật và tài. Dạ. Không, anh bên dạ, dạ cô xin đây một bao thư 500.000 với thuốc nha thầy nha. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ mời cô. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật, kính chúc sư cô. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ dạ hỗ trợ thầy tinh tài và thuốc thầy. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc tôi sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Sức khỏe ở đây dạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc tôi sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc tôi sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc mọi sức khỏe an lạc. Chúc cô nhiều sức khỏe. Quỳnh là mọi. Để ha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cô ơi, dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cô sức khỏe an lạc nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn cô, sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Đà Phật. Chúc cho cô nhiều sức khỏe. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cô sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc sư sức khỏe an lạc. Dạ khỏe sư ơi. Dạ Nam Mô. Đây rồi Nam Mô Di Đà Phật. Chúc sư sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Đà Phật. Chúc cô nhiều sức khỏe. Từ từ cô, từ từ nhỏ này đi ra đi nè, đi ra đi. Từ từ cô, từ từ để bưng gạo cô. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Chúc Quỳnh sức khỏe an lạc. Quỳnh ơi, tới đây đi, ngay tới đây dùm ra ngoài luôn. Rồi cô ra đây luôn. Nam Mô Đà Phật. Chúc Quỳnh dạ, sức khỏe. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Chúc sư sức khỏe an lạc ha. Mô Phật. Rồi chúc dạ, sư sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Khỏe. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc muội sức khỏe an lạc. Dạ Mô Phật. Mô Đà Phật. Dạ dạ chào muội nha. Chúc sư tỷ sức khỏe nha sư tỷ. Dạ con chào cô. Chúc cô sức khỏe an lạc nha. Mì đâu cô? Vậy ha. Dạ. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Con chào cô, chúc cô sức khỏe an lạc nha cô. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Chúc cô sức khỏe. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cô sức khỏe an lạc nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi cô đi qua luôn đi, con qua đi. Gạo cô này nè, cô này nè, cô này. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc Quỳnh sức khỏe an lạc nha, cố gắng lên. Dạ Nam Mô Đà Phật. Chúc Quỳnh nhiều sức khỏe nha sư huynh. Dạ dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc dạ Nam Mô Đà Phật sức khỏe an lạc nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc chú sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc Quỳnh sức khỏe an lạc nha. Cảm xúc với đầu có ghi tờ giấy nè. Cảm xúc với đầu mỗi lần uống viên thôi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Khi nào mình cảm thấy cảm xúc với đầu thì mình uống mỗi lần một viên thôi nha quý bà con. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cô sức khỏe an lạc. Cảm ơn cô nhiều lắm, cố gắng lên. Các vị cố gắng tinh tấn tu hành trở về cứu vớt bà con nha, cứu vớt chúng sanh hết luôn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Từ 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 chờ bên đây. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cô sức khỏe an lạc, cố gắng tu tập quý vị ơi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc chú sức khỏe an lạc nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc chú cô nhiều sức khỏe an lạc. Gạo bên đây chú. Đi tới luôn nè. Dạ mời cô bưng gạo đây. Cô xin một phần rau xi tư. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Chúc cô sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây cô ra. Chị Tư ra đây, chị Tư dặn các cô ở đây mà. Cô có không? Có cô Tư gì không? Để họ thiếu à. Cô Tư ở cô Tư ở sát các cô đó. Cô Tư của thứ 7 thay cho tới tính chưa có nước thứ 7 đó. Dạ có chi dạy ra mà. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật luôn. Dạ Nam Mô cho cô Tư, chúc cô sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc chú sức khỏe an lạc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Sức khỏe nha chú. Chúc chú sức khỏe, tán tu hành nha chú. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ khỏe an lạc. Dạ dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chúc chú nhiều sức khỏe. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc sư sức khỏe an lạc nha. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chúc sư sức khỏe an lạc, cố gắng niệm Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Bánh gạo từ từ để trễ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Chúc huynh sức khỏe an lạc nha. Dạ niệm Phật ha, tốt quá. Dạ mô Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ còn ba người nữa đó chú, ba người nữa nè. Dạ con gửi cho sư nha. Nam Mô Đà Phật, chúc sư sức khỏe nha sư. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc sư sức khỏe an lạc nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật, chúc sư nhiều sức. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc cô sức khỏe an lạc nha cô. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, sức khỏe huynh tấn tu hành nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc chú sức khỏe an lạc, cố gắng lên chú ơi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, chúc huynh sức khỏe nha, cố gắng tu tập lên nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc chú sức khỏe và cố gắng tu tập chú ơi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc chú nhiều sức khỏe. Thầy chú lãnh gạo đi. Dạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc cô sức khỏe an lạc nha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Tấn tu hành. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc huynh sức khỏe an lạc, cố gắng ha tu hành ha. Dạ Nam Mô Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, chúc cô Bảy nhiều sức khỏe. Rồi chú Bảy đâu, chú Bảy đâu? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi cố lãnh giùm chú Bảy Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Lãnh giùm chú Bảy luôn. Dạ Nam Mô Đà Phật. Rồi con gửi. Dạ Nam Mô Đà Phật. Ai Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ kính thưa chú Hai, thì con xin thay mặt các mạnh thường quân trợ duyên với chú Hai một phần quà, đây là mì và gạo và thực phẩm là cộng với bao thư. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ một gói thuốc tây nữa, gói thuốc tây để uống cảm sống trước đầu chú Hai. Dạ cảm sống trước đầu của chú Hai. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Quỳnh Dũng kìa, kế tiếp cầm chăm chay dầu gửi chú Hai dùm em luôn Quỳnh Dũng. Rồi dầu này là của mạnh thường quân của. Dạ dành cho, để dành cho. Dạ để dành cho bà con. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi rồi chúc chú Hai nhiều sức khỏe. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Vâng kính thưa quý vị, chương trình hôm nay Châu Phú và sư huynh Tuấn Dũng đã trao quà cho các vị tu sĩ và cư sĩ ở núi đã tương đối hoàn thành rồi đó quý vị. Thì cũng có hai vị huynh đệ hiện giờ chưa có nhận được quà, vì các vị cư sĩ tu sĩ cũng bất ngờ thêm hai vị nữa vậy, nên hiện giờ đang thiếu quà. Châu Phú cũng xin phép là trích ra tiền của hai vị mạnh thường quân để hỗ trợ. Thứ nhất là cô Bích Hợp là gửi trợ duyên cho em là 700.000 để mà em mua gạo, mua mì ha, dùng để mà mình tu tập ha em trai. Nam Mô Di Đà Phật. Em có lời gửi lời tới cô Bích Hợp ha em. Dạ em cũng xin cảm ơn cô Bích Hợp đã trợ duyên cho em 700.000 để em lo những thức ăn tu. Dạ những thức ăn đồ dùng cá nhân của em cần thiết ạ. Dạ em xin cảm ơn. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ thì kế tiếp là một vị thứ hai, thì anh ấy là sư huynh Dũng cũng là một vị tu sĩ và chạy xe chở các cô chú anh chị đưa xuống quý vị, đã đưa Quỳnh Hòa đi xuống núi quý vị, anh ấy lên không kịp. Thì Châu Phú cũng bổ sung chú đại diện cho Quỳnh Dũng chạy xe ôm nhận dùm cho Quỳnh ấy 700.000 để mà mua gạo và hỗ trợ cho Quỳnh ấy chi phí tới lui ha chú. Dạ. Để giúp đỡ bà con. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Tôi cũng thay mặt cho chú Dũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho anh em trong cái lúc nguy khốn. Rồi, Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì đây là điểm thứ hai mà Châu Phú và sư huynh Tuấn Dũng phát tại núi Cấm quý vị. Hai anh em chừa lại 10 phần cho các vị sư ni tại đây quý vị. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dân hương giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tăng. Khó đọc quá. Nam mô A Di Đà Phật. Từ thời Việt Nam Bắc An Giang tỉnh biên huyện An Hảo xã nay ngày 24/10 năm Tân Sửu, nay tại tỉnh Thất của Châu Nam Thảo Thất Lâm Diệu Thanh, nay có thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm phát lòng thành cúng dường cho tất cả chư tăng ni ở nơi tỉnh Thất của Cô Năm Thảo. Nay đệ tử chúng con cũng phúng tụng Đại Bảo Tôn Kinh, Đại Bi Bát Nhã để hồi hướng cho tất cả nam nữ Phật tử đã phát lòng thành dân chúc tịnh tài tịnh vật cho đệ tử chúng con để thọ tài hưởng thật, để tu hành và nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả gia đình nam nữ Phật tử đã cúng dường hôm nay luôn luôn được bình an lợi lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, tật bệnh tiêu tan, và cũng nguyện cầu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc đã quá giảng trực giảng Tây Phương sớm được siêu thoát về nơi cõi trời cõi Tây Phương cực lạc, và nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá cố trực giảng Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tán. Pháp Vương Vô Thượng Tôn, tam giới vô lưng, thất thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ơn nhân niệm quy năng nghiệp, tam kỳ nghiệp xương dương như tán hán, mạng năng tận năng lợi sợ lợi tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghi ngờ thù đạo tràng như đế châu, ảnh hiện chung ngã hơn ảnh hiện chư vô tiên đầu diện tiếp túng vi mạng lợi chi tầm đành lợi. Nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiện vị lai đạp phương chư Phật hiền thánh tăng hường trụ tam bảo. Chi tam đành lợi. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sanh Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Hữu Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hồi Hưởng Phật Bồ Tát. Chi tâm đành lợi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thế Âm Bồ Tát, Đại Thời Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Trung Bồ Tát. Rồi mà để chúng an toàn. Cầu siêu luôn, nhưng mà cầu siêu là cho những hương linh quá cố của quyền tổ của những cái người đó đó. Nhưng mà cầu an trước, cầu an trước rồi mình mới cặp cầu an qua cầu siêu để cho gia đình của quyền thất tổ á. Quân giới thiệu giùm ha, trước khi đi gì đó con gửi một cái tên của cái đó để tụi mình đọc kinh xong rồi mình cầu an, đọc kinh xong mới cầu an cầu siêu. Nam mô Đại Bi Hồi Hướng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hồi Hướng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hồi Hướng Phật Bồ Tát Ma Tán. Thiên thủ đề nhãn vô ngài Đại Bi Lâm Đà Ra Đi. Nam mô Ác Đà Đán Ma Đà Ra Dạ Giá. Nam mô A Kỳ Gia Bà Lâu Kiến Đế Đốn Bác Ca Gia Bồ Đề Tán Đỏ Bà Gia Ma Tán Đỏ Bà Gia. Ca gia đáng tá bà ga bà giờ sô đá na đa tỏ. Nam mô Tấn Kế Lầu Đỏ Y Mông A Kỳ Gia Bà Lô Kiến Đế Đố Phật Ca Đăng Đà Bà. Nam mô Na Ga Cần Trì A Kỳ Ma Vạn Đa Sa Mới Đầu Vô Bằng A Đời Dần Tấn Bà Đấn Đa Nam A Bà Già Ma Bà Đà Đậu Đa Điện Ba Ấn A Bà Lô Ơi Lô Ca Đới Ca Ga Đới Di A Kỳ Ma A Bồ Đề Tăng Đỏ Đấn Bà Ma Ga Ma Ga Cô Lô Yến Mông Độ Lô Bà Xà Gia Đế Ma Bà Xà Gia Đế Đà Ga Đề Nghị Ni Đốt Phật Ca Gia Giá Ga Mà Bạc Ma Ga Một Đế Lợi Hơi Hơi Ca Ga Thâm Bậc Ga Xá Lời Bà Sa Bậc Ga Xá Giao Lô Ma Ga Đô Đô Nghị Ta Ga Đơn Nghị Đô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Di Đế Kỳ Dạ Na Ga Cận Kỳ Đề Kỳ Sắn Ni Na Ba Dạ Ma Na Ta Bà Đấng Đà Dạ Ta Bà Na Ma Đấng Đà Dạ Ta Bà Na Đấng Đà Vũ Người Ơn Bạc Ca Dạ Ta Bà Na Ga Cận Kỳ Ta Bà Tất Ca Tăng A Một Ca Dạ Ta Bà Ta Bà Ma Đấng Đà Dạ Ta Bà Dạ Kiết Ca Ta Đà Dạ Ta Bà Na Ga Cận Kỳ Vàng Đà Ca Dạ Ta Bà Ma Bà Lợi Thắng Kiết Ca Dạ Ta Bà. Nam mô A Ca Đán Na Đa Ga Dạ Dạ. Nam mô A Kỳ Gia Bà Lô Kiến Đế Đức Bàn Ga Dạ Ta Bà Ha Ấn Tất Điện Đô Mạng Đa Ga Bà Đà Dạ Ta Bà Ha. Tiên Hữu Yên Nhãn Lô Ngài Đại Bi Đâm Đà Ga Đi. Nam mô A Ca Đán Na Đa Ga Dạ Dạ. Nam mô A Kỳ Gia Bà Lô Kiến Đế Đức Bát Ca Gia Bồ Đề Đán Đỏ Bà Dạ Ma Đán Đỏ Bà Dạ. An Ba Bà Ga Bà Trời Sô Đán Na Đa Tỏ. Nam mô Tấn Đế Lần Đỏ Y Mông A Kỳ Gia Bà Lô Kiến Đế Đố Phật Ca Đăng Đà Bà. Nam mô Na Ga Cận Trì Hai Kỳ Ma Vạn Ba Sa Mới Tấn Bà Ra Đầu Vô Bằng Đa Bà Già Ma Bà Đà Đầu Đa Điện Ra Ấn Na Bà Lô Hai Lô Ca Đới Ca Đới Di Hai Kỳ Ma Bồ Đề Tăng Đỏ Tấn Bà Ma Ga Ma Kỳ Đà Dựng Cô Lô Đế Ma Bà Xà Gia Đế Đà Ga Đề Nghị Ni Đón Phật Ca Giá Ga Mà Bạc Ma Ga Một Đế Lợi Hơi Ấn Na Ga Tâm Phật Ca Xá Lời Bà Sa Phật Ca Xá Giao Lô Ma Ga Đơn Kỳ Tấn Kỳ Tô Cô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Di Đế Kỳ Dạ Na Ga Cận Trì Đề Kỳ Sắn Ni Na Ba Dạ Ma Na Đa Bà Ha Tấn Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Tấn Đà Dạ Ta Bà. Tống bạc ca già ta bà ha na ga gần chị ta bà ha ma ga na ga ta bà ha lấn ga đăng na mục ca gia ta bà ha ta bà ma ha tấn đại già ta bà ha giả kiết ta tấn đại già tấn gì ta bà ha ma bà lời thắng biết ca già ta bà ha nam mô hắc ca đắng na đa ga già gia nam mô a kỳ gia bà lô tiến tới đức bàn ca già ta bà ha bạn ta ga bạc đà già ta bà ha hiền hữu hiền giảng vô ngài đời mi đâm đà ga đi nam mô ấn ga đấm na đa ga già gia bà lô kiến tới đông bác ca gia bồ đề tan đỏ bà gia ma đang đỏ bà gia ma ga lô đi ga gia đang bà ga bà giờ so đấm na đang tỏ đi mong a kỳ gia bà lô kiến tới đó bậc ca lăng đà bà nam mô na ga gần chị hơi kỳ ma bạn ta sa mới tấn bà ra đầu vô bằng đang đà nam a bà già ma bà đàn đầu đa điện ta ấn a bà lô hai lô ca đế di hai vị ma bồ đề đang đỏ đắng bà ma ga đừng cô lô yến mong đầu lô bà xà gia đế ma bà xà gia đế đà ga đề vị đây đấng vật ca giá mà bà ma ga một đây lợi hơi hơi ca xá lời bà xăm bà ca xá dầu lô lô ma ga lô lô người ta đăng người lô bồ đề già di đế kỳ già kỳ đăng đi na ba già ma na đa bà đăng đà già đa bà ma đăng đà già đa bà đăng đà dũng đà ấn bàn đa già đa bà na ga gần chị đa bà ma ga na ga đa bà đăng a mục đa già đa bà ma đăng đà già đa bà ha giải kiết ra đăng đà già đa bà ha na ga gần chị bàn đà ga già đa bà ha bà lời ấn hứa ga già đa bà ha nam mô hắc ca đắng na đa ga già gia nam mô a kỳ gia bà lô kính tới đức bàn ga già đa bà ha mạng đa ga bà đà già đa bà ha ấn đố điện đô mạng đa ga bà đà già đa bà ha ấn đố điện đô mạng đa ga bà đà già đa bà ma ha ba nhã ba la mật đa lâm bên quán đồ lại bồ tát hành thăm ba nhã ba la mật đa là chiếu kiến ngụ ẩn dây không đồ cho kia khổ ách vì không có gì thế đó đó kỳ không tới kỳ sát cò tưởng hành thức diệt phục như thì xa lời tử thì chư pháp không tưởng bớt sanh bơ gì bớt cấu bớt tịnh bớt tăng bớt già mì cố không chung vô sát vô họ tưởng hành thức vô nhàn gì thì cần ý vì không pháp vô nhàn giới này chí vô ý ấn giới vô minh diệu vô minh tầng này chí vô là tử diệu vô là tử tận vô khổ tầm về là vô chí diệu vô đắc chỉ vô vợ đấng cố bồ đề đang đợi ban nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại cố vô hữu cùng bố biển lê đen đà mồm tưởng tướng ánh niết bàn nhã ba la mật đa cố đắng a nậu đa la tam biểu tam bồ đề cố chi ban nhã ba la mật đa thì đa hình chú thì vô đặng chú nàng giờ cho kê gọi chân miệng bốn thì cố yến ban nhã ba la mật đa chú biết yến đế bà la đặng yến đế bồ đề tán bà ha bà la đặng yến đế bồ đề tán bà ha yến đế bà la đặng yến đế bồ đề tán bà ha nam mô a di đà bà dạ dạ di kỳ đa bà tỳ a di kỳ đa đấng tam bà tỳ a di kỳ đa đề ca đăng đế a di kỳ đa đề ca đăng đa dạ di này dạ dạ na di đa ca lại đa bà ha nam mô a di đà bà dạ đa dạ đô bà tỳ a di kỳ đa đấng tam bà tỳ a di kỳ đa đề ca đăng đế a di kỳ đa đề ca đăng đa dạ di này dạ dạ na di đa ca lại đa bà ha nam mô a di đà bà dạ đa dạ đô bà tỳ a di kỳ đa đấng tam bà tỳ a di kỳ đa đề ca đăng đế a di kỳ đa đề ca đăng đa dạ di này dạ dạ na di đa ca lại đa bà a di đà phật thân kim sắn tướng hảo quang minh vô đẳng luân bành hào quyển chuyển ngũ tu di tám một trần thanh tứ đại hải hoàng dương bờ vô số ấn hóa bồ tát chốn diệt vô biên tứ hợp bá nguyện độ chúng sanh thủ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn Tây Phương Cần Lạc thế giới đại từ đại bi đếm dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Đa Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Đa Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Đa Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Anh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Anh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Anh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng đặng tỳ thuận tu tầm Bổ Hiền Bồ Tát Hợp Chủng Đại Nguyện. Những giả lợi kính chư Phật nhị giả thân tán Như Lai tam gia quảng tu cúng dường tứ giả tam mối nghiệp chướng ngũ giả tỳ hỷ công đứng lục giả hình chuyển pháp luân thất giả hình Phật trụ thế bát giả thường tỳ Phật học cụ giả hàng thuận chúng sanh tập giả cổ ơi hồi hướng cúng côn con đó cầu oán hạnh vô biên nắm bước dài hồi hướng đồ quyền bám giới chư chúng trên đô về vô đồ quan độ sáng quyền tiêu tam dưỡng trừ quyền não quyền đắc ký hoài chân minh liễu bộ quyền đội tướng đất tiêu trừ tối lối đường hành Bồ Tát đạo quyền sanh tây vương tình đồ chung đồ bẩm liên hoa vi vụ mẫu hoa cây liên quần đồ vô sanh bất hối Bồ Tát vi mạng lữ nguyện gì đổi công đức đổ gà bơ chất kiếp nhà đặng giữ chúng sanh giai cộng hành Phật đạo. Hãy đưa không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lãng Tôn Phật. Nam mô Cổ Quyền Thất Tổ Trăm Họ Tác Đại Chứng Minh Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hậu Niệm Bồ Tát Thịnh Dân Phạm Thiên Đế Thích Tứ Thiện Viên Chúng Thiện Lâm Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Minh Chứng Phục nguyện thượng chúc Phật Nhật Tận Vi Pháp Linh Thường Chuyển cầu cho phong điều vũ thuận cầu cho bất thế dân an thiên hạ thái bình nạn tai nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ và hiện tiền chư đại tử đẳng tội diệt phước sanh bồ đề tâm tăng trưởng trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thối và thừa tư công đức cầu an cho tất cả thiện nam tín nữ Phật tử đã phát lòng thành cúng dường tịnh tài tịnh vật cho tất cả các vị tăng ni tu sĩ ở nơi núi Cấm. Thừa tư công đức này cũng cầu cho tất cả thiện nam tín nữ đã cúng dường này luôn luôn được bình an, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bình an lợi lạc, cháu con đỗ đạt mọi việc hân thông, cùng với núi sông vững hằng bất tử. Và nguyện cầu cho tất cả thiện nam tín nữ trên dưới một lòng xây dựng tam tâm tốt đời đẹp đạo, bốn ăn tổng báo ba cõi đều nhờ khắp cả muôn nơi đồng thành Phật đạo. Và thừa tư công đức cầu siêu cho Cổ Quyền Thất Tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của tất cả chư vị, và nguyện tập cầu siêu cho Nguyễn Văn Thượng hưởng thọ 77 tuổi, và kỳ siêu cho bà Đặng Thị Thiêu hưởng thọ 90, Đặng Thị Thiêu hưởng thọ 91 tuổi, và bà Nguyễn Thị Thanh hưởng thọ 70 tuổi. Thị Thiêu 90 tuổi mà. Cho ghi 70 nào. Dạ, Thị Thiêu 90 tuổi em ghi 91 anh. Thì vậy đi. Rồi các bạn. Và cũng nguyện đem công đức này kỳ siêu cho tất cả các đẳng linh hồn được sống được siêu thoát lai đáo chùa chiền, lai đáo Phật thiền, thính pháp văn kinh, thoát chốn ưu đồ, siêu sanh tịnh độ, nhất thành thượng đạt, vạn tội được băng tiêu. Nguyện tất cả hương hồn được đắc độ cao siêu, được về nơi cõi trời cõi Tây phương cực lạc, ngưỡng mong mười phương chư Phật chư Bồ Tát khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Phổ nguyện âm siêu Dương Thạnh, Hải Yến, Hà Thanh, gia đình được hưng thạnh, biến thụ được tăng phước vàng duyên, pháp giới nhân thiên tình giữ vô tình gia cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tự quy y vàng đơn nguyện chúng sanh đời giải đại đạo tám vô lượng tâm. Tự quy y pháp đường nguyện chúng sanh tam nhập trên tàng trí huệ như hải. Tự quy y tăng đường nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về công tôn cả đệ tử và chúng sanh đều chọn hành Phật đạo. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Mạnh Thường Quân, kính thưa các cô chú anh chị em, kính thưa các sư thầy và các sư cô. Thì ngày hôm nay con và Châu Phú tiếp tục thay mặt các Mạnh Thường Quân hỗ trợ với các sư thầy và sư cô ở trên núi Ông Cấm, nơi cốc của chú Hai Mài, 50 phần quà. Thì hôm nay còn lại 10 phần, tiếp tục Tuấn Dũng và Châu Phú đến am của cô Năm để thay mặt trợ duyên cúng dường với các sư thầy và sư cô những cái phần thực phẩm như là 20 kg gạo, một thùng mì và nước tương, bột ngọt, dầu ăn, bột niêm và nước rửa chén, cộng với một bao thư là 500.000 của các vị Mạnh Thường Quân mà Tuấn Dũng vừa đọc danh sách qua. Thì tiếp theo sau đây con xin kính mời cô Năm đại diện cho các sư thầy và sư cô ở tại am của cô Năm có đôi lời gửi đến quý bà con cô bác Mạnh Thường Quân. Và xin kính mời cô Năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 10, con cũng xin đại diện cho quý Tăng Ni, Nam Mô Di Đà Phật, để thay lời cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã trợ duyên và cho quý vị ở nơi am cốc tu những gặp hoàn cảnh cũng thiếu thốn, cũng không đầy đủ, mà nhờ sự phước duyên của quý vị có sự quan tâm thiêng liêng cúng dường để trợ duyên cho các chư Tăng. Thì cô Năm cũng xin thay mặt cho quý Tăng Ni để cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã làm những điều thiêng liêng quý báu và những điều phước lành. Thì cũng xin trước của quyền trăm họ cũng cầu cho các vị Mạnh Thường Quân hôm nay luôn luôn được thân an tâm khỏe, mọi việc đều thành tựu trong công việc làm ăn hàng ngày, và sức khỏe viên dung, hạnh phúc được tràn đầy, gia đình luôn êm ấm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp sau đây là Châu Phú quý vị. Thì hôm nay Châu Phú cũng nhân duyên được đến am cốc của cô Năm để trao những cái phần quà cho các vị tu sĩ ở đây và các ni ở đây quý vị. Thì trước tiên Châu Phú xin chúc cho các vị có thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng an lạc, tinh tấn tu hành và để trở về cứu vớt chúng sanh. Và Nam Mô Di Đà Phật. Và cái tiếp nữa thì những cái công đức lành này Châu Phú nguyện hồi hướng đến mười phương chư Phật sẽ gia hộ cho gia đình tất cả quý cô chú anh chị và các bạn và quý mạnh thường quân có một sức khỏe tốt, lúc nào cũng an lạc, tinh tấn tu hành. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kế tiếp thì anh em mình cùng với cô Năm trao những phần quà. Đúng rồi em. Dạ thì còn lại 10 bao thư như là 10 phần quà thì Tuấn Dũng sẽ chia cho Châu Phú 5 bao thư để hỗ trợ với các sư thầy sư cô bên đây. Còn lại 5 bao thư thì Tuấn Dũng sẽ trao cho các thầy ở bên đây. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ kính chúc. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ chúc thầy nhiều sức khỏe các thầy. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, thưa quý vị, và sau khi Tuấn Dũng và Châu Phú cùng với tu sĩ Thanh Hòa cũng như là cô Nam Thảo đã thay mặt tất cả các mạnh thường quân hỗ trợ 60 phần quà và 60 bao thư tịnh tài để trợ duyên với các vị tu sĩ, thì Tuấn Dũng và Châu Phú đã làm xong hoàn tất. Một lần nữa cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Châu Phú và Tuấn Dũng cũng như là cư sĩ Thành Hậu để trợ duyên với các vị tu sĩ ở vùng Năm Non Bảy Núi. Và Tuấn Dũng xin hồi hướng cái công đức phước lành này về cho của quyền của thất tổ của quý vị được siêu thân tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương, và xin hồi hướng công đức này về cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Và xin kính chúc cho các thầy các sư cô luôn được thân khỏe tâm an, lúc nào cũng tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú mua 1.300 chai dầu quý vị, mà Quỳnh Hòa giao chưa có đủ, còn 500 chai nữa. Thì nay Châu Phú xin gửi lại tóc của cô Năm 100 chai cô Năm ơi, 100 chai dầu ha. Và chút xíu nữa sẽ nhờ cô Năm phát cho các sư ở đây, các ni dùm cho con luôn. Dạ để cô Năm trợ duyên với các sư thầy, còn dư lại thì hỗ trợ cho bà con khó khăn. Dạ chứ các sư thầy thì đâu có sức hết 100 chai vậy. Dạ xin kính chào tất cả quý vị nha. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Dạ.